Chúc mừng năm mới tất cả mọi người. Happy vui vẻ. Ủa lộn, đúng rồi, happy vui vẻ cũng được. An khang thịnh vượng. Vạn sự như ý, tiền vô như nước. Nghe nói Việt Nam chống dịch tốt mà sao không bắn pháo bông luôn rồi ta? Gái họ tao một cái Di Nguyễn, chống dịch tốt không nghĩa là chủ quan con trai. Đúng không? Chống dịch tốt không nghĩa là chủ quan. Thế thôi. Nó tại vì ở Việt Nam này người ta coi thường dịch quá, hiểu chưa? Tụ tập đông người này nọ đi ăn đám cưới 500 người luôn mới ghê chứ. Rồi bây giờ cái nhà hàng đó nó cũng hơi bị ghê ghê. Nói chung là nhà nước mà gọi là không bắn pháo bông anh cảm thấy nó hợp lý. Anh cảm thấy rất là vui giữ tin nó luôn. Còn ai cá nhân ai bắn nhỏ nhỏ rồi bắn. Hành vi đó tốt trong thời điểm hiện nay. Chứ còn có những người người ta trong cái thời điểm này mà người ta không ý thức được. Không ý thức được cái tụ tập mà đông người để làm cái gì. Trong khi cái sự tụ tập đó nó có quan trọng hay không. Nói ra thì cái đổ thừa ngụy biện. Ừ tại bị ABC. Thế bây giờ Việt Nam 96 triệu dân thì có rất là nhiều luồng quan điểm, ý kiến và tư tưởng. Nói chung á thì thôi đừng có làm tình hình nó căng thẳng khúc này, mai mốt hết dịch đi rồi chơi bù, có mỗi thành phố ngưng thôi ba, Cần Thơ đồ ngưng nhóc mày ơi, thiếu gì nhưng không bắn pháo bông tiết kiệm tiền nữa. Cái chuyện này á thì cũng hơi không hẳn em, theo nguồn tin anh biết được á, cái nguồn tiền bắn pháo bông á là nguồn tiền xã hội hóa, tức là doanh nghiệp người ta cho chứ không phải tiền nhà nước, hiểu không? Tức là doanh nghiệp như BBT của anh nè, ủng hộ vô 100 triệu đó, Vingroup ủng hộ vô 100 tỷ bắn pháo bông đó, tiền nói tiền doanh nghiệp mà thông qua cái vụ đó cũng có nhiều doanh nghiệp nợ tiền nữa, tức là hứa miệng á, tức là ví dụ như người ta đi vận động á, xong rồi hứa miệng tôi góp 100 200 đồ xong điền vô giấy tờ vô năm sau chưa thấy trả, cái là nợ tiền xã hội hóa. Bắn pháo bông trên giường được không anh? Bắn pháo bông trên giường mà quan trọng bắn vô đâu, bắn vô đâu mới được chứ. Bắn pháo bông rồi bọn tự nhục lại ẵng, năm nay kinh tế buồn mà nhà nước lại tổ chức bắn pháo bông ăn mừng, cái gì ra cái đó, liên quan có khỉ gì đâu, lẳng nhách có bắn cũng được không bắn cũng được chả sao, đối với tôi cái gì ra cái đó. Đâu, mày buồn kệ mày chứ, tự nhiên chuyện nào là chuyện nó chứ, không lẽ giờ kéo cái rủ hết 50 triệu hả? Bởi đó là những cái đầu óc mà nó không có gọi là thực tế và nó không có thoải mái, đúng không? Thì cái mấy cái đầu óc đó về mà cưới vợ khổ người ta lắm, sống coi như Nguyễn nè thoải mái đi, cái gì giờ vui vẻ ok là được rồi, không quá hại là ok. Anh nghĩ sao về chương trình bắn pháo hoa thành phố Hồ Chí Minh trong khi đang có tình trạng dịch? Ủa tao đọc báo tao thấy thành phố Hồ Chí Minh đâu bắn pháo hoa đâu mà dịch gì mày? À, tại sao lại không bắn pháo hoa? Tiền thế tôi nộp đâu rồi? Thôi mày bớt điên đi mày. Tiền thế mày nộp đâu mày không có quyền hỏi. Không có dân nào có quyền hỏi tiền thế ở đâu hết. Chỉ có cơ quan đại biểu quốc hội người ta mới có quyền hỏi thôi, đồ đồ ngáo luật. Ghét nhất mấy cái thằng mà tối ngày ra đường mở mỏ tiền thuế á nha. Mấy không biết nộp được nhiêu tối ngày thuế thuế hoài. Mỹ Covid nó càng mừng phải không anh Duy? Sao mừng được? Mỹ Covid mà mừng gì? Anh thấy có nên bỏ Tết cổ truyền không anh? Cái chuyện này tùy, đúng không? Tùy. Để cũng được, bỏ cũng được, Việt Nam quyết sao tao chịu vậy. Rồi chịu chưa? Bạn em nói bên Nhật Mai dân nó vẫn đi làm bình thường. Trời đất ơi, dân Nhật vẫn đi làm bình thường có gì để nói? Ông ba ngày mai mà dân Việt Nam vẫn đi làm bình thường kìa ba. Nó đố mấy bạn Việt Nam ở đâu, ngày mai với dân Việt mình kìa vẫn đi làm bình thường, chứ còn thằng Nhật nó làm bình thường có gì đâu mà nói, kệ nó. À, mừng mừng đảng, mừng xuân, mừng THOL gym, phải sửa lại vậy mới hay. Mừng đảng quang vinh, mừng xuân thắng lợi, mừng Thor gym trường tồn, chơi nó phải có vần có điệu vậy mới được các bạn nhớ nha. Mừng đảng quang vinh, mừng xuân thắng lợi, mấy phản động nó cay của nó lắm. Nó nói là gì nhân dân, nhân vì đảng mà nằm trên nhân dân hả? Ủa, vì xuân xuân nó có 4.000 năm rồi, đảng mới có từ năm 1930 mà dám chơi mừng đảng mừng xuân, nó cay lắm mấy bạn. Nói chung mình cũng có lắng nghe nhiều cái tâm tư của những mấy bạn phản động trăn trở lắm, tại sao phải mừng đảng mừng xuân đồ. Mừng đảng quang vinh, mừng xuân thắng lợi, xong rồi biết 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 đàm sao mấy bạn, câu đó dễ đàm lắm. Bạn giả bộ bằng vô bằng hỏi ngu đi, bằng giả bộ bằng vô bằng khịa ngu đi, tôi đàm cái nó kỳ quá. Tự nhiên đảng gì tuổi nhỏ, dân tộc của tuổi lớn mới mừng xuân mừng đảng mà được chứ, tại sao mừng đảng mừng xuân? Nó hỏi vậy, nó thắc mắc vậy đó bạn, làm phản động mà. Dạo này không thấy bản thân của Duy Nguyễn là Sơn Tây Vô Nhĩ về với Chúa rồi bạn ơi, về với Chúa rồi nha. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận mỗi bên hai làn xe, chạy về quê biết khi nào mới tới. Kệ đó mẹ ơi, thời Việt Nam Cộng Hòa lội mương thấy mẹ luôn. Bây giờ có cao tốc hai làn xe là thấy đất nước quang vinh rồi ba. Mừng đảng quang vinh, mừng xuân thắng lợi, mừng THOL trường tồn. Chứ mày muốn mấy làng? Từ từ đi lên 4 làng thôi chứ gì đâu lo. Chưa học bò đã lo học chạy. Mẹ chưa đi tập gym mà đã lo đu càn.
nên thất bại đó, đúng không? Thất bại đó bạn. Cái gì cũng phải đi từ căn bản tới cao hết nha. Mẹt 7 tỷ, mà gì mẹt 7 tỷ đẳng cấp mà chạy trên cao tốc rẻ mà phải đóng BOT SML đúng là chỉ có ở đất nước này, cãi nó. Nhưng mà có những đứa nhiều khi nó có tiền nó mua mẹt 7 tỷ mà nó không được chạy trên đất nước này. Nó mới đau, đất nước này đất nước của quê hương, đúng không? Đất nước của quê hương. Nó nhắc tới cái vụ đất nước này mới nhớ nè, thằng leo tặc nó mới bị câu rất là nặng nữa. Không biết nó comment ở đâu đó bạn, không biết con nào chế ảnh không nha, này tôi không biết nha. Mà nó comment một cái từ giống như nó chối bỏ quê hương vậy đó. Thằng kia nó vô nó hỏi nguồn gốc của anh là đất nước nào, đúng không? Nguồn gốc của anh là đất nước, nguồn gốc của anh là ở đâu? Cái xong nó vô rép kia, tao là thằng ở Việt Nam nhưng mà tao chưa bao giờ tự tin hay là tự hào gì ở mảnh đất này hay đất nước này xứ này gì đó. Cái câu đó là hôm nay nó bị xe ra mấy diễn đàn rồi. Tao nghĩ là thằng này nó nói cái tư tưởng, nó nói cái kiểu đó là sao đời trời không cứu nổi mấy em. Cái cảm giác mà chạy trên những nẻo đường quê hương đó là cảm giác rất khác. Bởi vì bạn thấy không, nhiều người Việt Nam mình nhiều khi khổ thế bà luôn, Tết tự nhiều quê họ vẫn rồi vẫn vui. Họ vẫn cảm thấy một cái gì đó, họ show up ra, họ post trên nhà của họ là hình ảnh đồ bánh chưng, đồ này nọ, không biết nấu được nhiêu á, không biết có tự sướng hay không thì không biết. Nhưng mà cứ thích mặc áo dài đỏ, chụp hình với cây mai cây đào, nồi bánh chưng này nọ kia, rồi khoe quê này nọ kia, đó là cảm giác quê hương thôi. À, bưng bồ riết tay lên quá hả Di? Đúng rồi, từ ngày có mang phản động vô tham gia diễn đàn mà nó cãi lộn với tao nên tao lên trình lắm mày ơi. Cái gì nó phải có hai mặt đối lập phải không? Nếu mà ví dụ như cuộc đời này không có phản động á thì cái mặt trận này Di Nguyễn cũng bình thường. Di Nguyễn không cần phải ra tay. Đó, mà khi mà phản động nhú lên cái tự nhiên bạn thấy ở Việt Nam này có một thanh niên tỏa sáng. Đó là cái gì? Thời thế sức anh hùng đó mấy bạn. Hợp lý không mấy bạn? Quá thời thế sức anh hùng. Đam nè Duy, đam cái gì? Cái câu của mày là chủ nghĩa xã hội không tưởng, đúng không? Cái câu của mày xàm thấy mẹ tao đọc rồi mà tao không có đam. Biết tại sao không đam không? Nó viết vậy sao đam? Nè, nó viết vậy nè, đam gì? Mừng đảng mừng xuân, bỏ Tết rồi bỏ đảng luôn, hợp lý hả Duy? Ôi giờ tao hỏi mày bỏ đảng ai lãnh đạo đất nước, đúng không? Cái câu của mày câu xàm ngu, câu đó có gì đâu đam, hợp lý không? Mày tao hỏi mẹ bỏ đảng ai lãnh đạo đất nước, cũng phải có cái đảng khác, đúng không? Hợp lý chưa? Rõ ràng chưa? Cái gì của lãnh đạo á, cái gì á cũng phải có người lãnh đạo, cũng phải có tổ chức lãnh đạo, cái đó kêu là đảng. Giờ bỏ đảng đi, ai lãnh đạo đất nước? Mày khùng thấy bà luôn, kêu đam, cái này là chửi chứ đam gì? Người ta đam là gì? Là mang tính chất đúng và sai, mang một cái sự ngộ nhận chứ đâu hay là đam mấy thằng ngáo. Mấy thằng ngáo nó nói tùm lum tùm la, không lẽ câu nào cũng đi đam? Hợp lý không mấy em? À, Ngọc Trinh Trần đang nói về người dân em, chứ không có nói về những người đang gánh trọng trách của đất nước. Trọng trách của đất nước thì chị đi làm đi trực là chị bình thường, đúng không? Còn mình đang nói về người dân á, người dân cà khịa nhau chơi đó, thì ngày mai cũng có người Việt mình đi làm nhiều chứ, cũng chạy xe ngày 400-500 cây số, lộn chạy xe ngày 100-200 cây số đi làm là chuyện bình thường. Về cũng phải cơm áo gạo tiền, lo rước con đi học này nọ kia các thứ, cũng như bao nhiêu ngày khác thôi. Chỉ khác cái là khi trong nhà nó có bánh chưng hay là bánh tét gì trong đó thôi, có thêm chỗ mai chỗ đào gì thôi, khác vậy. Cùng lắm nhiều khi khác thêm cái nữa là bình thường ăn Tết bình thường ăn cơm mình, bữa nay bạn bè tới cầm thêm lai châm ly xăm banh khui ra cũng đùng đùng đồ bia bọt đồ chút đỉnh đâu. Gì người Việt đó ăn Tết từ chủ nhật rồi ông ơi, đã mất H2O còn mất luôn cả Tết cổ truyền, mất nhiều cái chứ, đâu phải mất cổ truyền không, nhiều cái lắm không, đúng không? Mất quê hương, mất hòa bình, mất đi cái sự gọi là không khí của quê hương đó, làng quê này nọ, mất nhiều cái, mất ký ức, mất tuổi thơ, mất luôn những người bạn cởi truồng tắm mưa đồ nhiều chứ, không phải mất cái Tết cổ truyền không đâu. Thật ra Tết cổ truyền thì vẫn còn giữ nhưng mà nó không được trọn vẹn thôi. Rồi xong tới đời F2, F3, F4 cũng toan. Anh Duy nói không uống rượu bia mà sao giờ anh lại nói uống bia bọt? Anh Duy lỡ miệng rồi, tao đang nói mấy ông nội Việt Nam bên kia, ông bố Việt Nam bên kia, ví dụ như bình thường tối nay ăn Tết ăn cơm thì hai vợ chồng xong rồi mời thêm hai vợ chồng bạn bè qua làm ly sâm banh đồ. Tao nói bên kia mày nghe không rõ, mày đang mẫu. Mất luôn 30 tháng 4 nha anh Duy. Ủa ngày đó khóc luôn chứ mất gì. Ngày đó kêu là ngày quốc hận đồ, tháng 4 đen đồ. Rồi chúc mừng năm mới tất cả mọi người nha. Happy New Year. Rồi chúc luôn mấy bạn ở bển ngày mai có một ngày làm việc vui vẻ và tối về đón Tết với gia đình và người thân nha. Happy New Year.
nếu mà ngày mai có mở live thì các bạn ở bển mình sẽ không đàm nha, tha cho ngài. Anh có chút dưa chuột năm mới sao không bót? Thôi đừng, không có rảnh bạn ơi, tự nhiên rảnh rảnh chút khùng nó làm gì, kể nó đi. Anh có biết diễn đàn VOZ không anh? Biết, anh Duy cũng nổi tiếng trên diễn đàn VOZ lắm đó mấy em.